nóng rực, lớn tiếng thách thức Bộ trưởng Tô Lâm, Lưu Bình Nhưỡng nhận ngay bài học nhớ đời, hàng loạt mảng tối của Bộ Công an được phơi bày, Tổng Trọng ngồi yên hay ra tay xử đẹp. Thưa quý vị, xôn xao dư luận những ngày qua là thông tin đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bị bắt ngay sân bay Nội Bài khiến nhiều người vô cùng bán tín bán nghi. Tại sao một người coi thường tiền bạc danh vọng, dám đứng lên đấu tranh bảo vệ cho hàng triệu người dân lại bất ngờ vướng vòng lao lý? Lẽ nào vì sự cương trực và thẳng thắn không ngại động chạm giới thượng tầng nên bị các thế lực ngầm gai vào trong sao? Đáng nói, dư luận cũng đang lan truyền đoạn video đại biểu Nhưỡng đang lên tiếng bóc trần toàn bộ những thiếu sót của ban ngành công an ngay giữa nghị trường Quốc hội. Đặc biệt là lớn tiếng hỏi tội trách tội Bộ trưởng Tô Lâm về việc chưa giám sát và quản lý đúng cách đàn em, dẫn đến chuyện lộng quyền gây bức xúc lòng dân. Phải chăng vì nhắc tên Tô Lâm nên ông Lưu Bình Nhưỡng mới rơi vào tình cảnh như bây giờ? Hay đây là hệ quả tất yếu của các nhóm thế lực ngầm đang tìm cách hạ bệ ông? Thực hư câu chuyện này là gì? Liệu Tổng Trọng có giang tay cứu nguy cho vị đại thần thương dân yêu nước này hay không? Cùng làm rõ ngay thôi nào! Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, một số nhà phân tích từ lâu nay đã nhận định chuyện ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi ông là mối lo trong mắt của nhiều lãnh đạo. Những ông bộ trưởng, chánh án đã bị ông bóc mẽ tại diễn đàn Quốc hội. Tất cả những đại biểu Quốc hội là thẩm phán, là công an trong diễn đàn Quốc hội, nhiều người mặt đỏ, toát mồ hôi hột mỗi khi ông Nhưỡng phát biểu. Những phát biểu của ông Nhưỡng như chưa bao giờ niềm tin vào tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ, còn khủng khiếp hơn là nói thẳng vào ngành tòa án. Đây được xem như là một lời thách thức và hỏi tội vào nhiều chiếc ghế quyền lực. Khi còn là đại biểu Quốc hội, ông Nhưỡng đã từng bị gây khó dễ khi phát biểu dậy sóng giữa diễn đàn Quốc hội rằng những cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử hoàng tử, như là chúa rừng xanh, thái độ như tuần phủ, chi phủ, chánh tổng, có người lợi dụng chức vụ quyền hạn vun vén đủ thứ từ học hàm, học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hầu đệ tử, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc thâu đêm. Ông Nhưỡng chỉ trích tiếp, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách thì thử hỏi, đi nước ngoài ăn chơi là trường hợp của chánh án và một cựu bộ trưởng Bộ Công Thương thì thử hỏi sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ. Những điều ông Lưu Bình Nhưỡng đưa ra đều có chứng cứ, những người thật việc thật trong Ban Chấp hành Trung ương. Gần đây, ông Lưu Bình Nhưỡng còn bật đèn xanh trong việc giúp đỡ thân nhân của các tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trường kêu oan, và rất kỳ diệu, Hải và Trường vẫn bình yên vô sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội, Phó Ban Dân nguyện của Quốc hội đã bị khởi tố, bắt giam về cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Nghe tin ông bị bắt, nhiều người đã vô cùng sửng sốt và cái tội khép cho ông lại càng dùng mình hơn, cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự. Ông bị bắt vào tối ngày 14 tháng 11, ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, công an đã ra quyết định khởi tố là công an tỉnh Thái Bình. Ông Nhưỡng đã bị điều tra về vai trò đồng phạm với nhóm giang hồ cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp khai thác cát. Sau khi ông bị bắt ở Nội Bài, thì nhà của ông bị khám xét. Công an tỉnh Thái Bình cho biết lệnh bắt ông Nhưỡng nói trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Họ đã thông báo rằng trong quá trình bắt và khám xét nhà của ông Nhưỡng, cơ quan cảnh sát điều tra Thái Bình đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, công an tỉnh Thái Bình cho biết ông Nhưỡng bị bắt là kết quả của việc điều tra mở rộng vụ án Cường Quắt. Cường Quắt là nickname của Phạm Đình Cường, sinh năm 1986, là đối tượng hình sự đã có 3 tiền án, quê tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tội của Cường Quắt là cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự. Công an nói là Cường Quắt tinh vi đã đưa ra một cái cớ để dọa các công ty khai thác cát là việc khai thác cát ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản ở bãi Triều. Đó là một cái cớ do Cường bịa ra để o ép buộc doanh nghiệp phải trả tiền tùy theo khối lượng cát họ khai thác. Cường đã sử dụng thủ đoạn này trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022. Vậy vì sao mà ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt? Cho đến giờ, các nguồn tin chưa nói gì cả. Họ chỉ đưa tin theo Bộ Công an. Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 từ năm 2016 đến năm 2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre. Khi đó, ông là Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Hiện nay, ông là Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong nhiệm kỳ, ông Nhưỡng là đại biểu Quốc hội. Hội trường Quốc hội lại rung lên mỗi khi ông Nhưỡng phát biểu, đặc biệt là khi ông chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm đối với lĩnh vực công an. Tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an, nhưng qua các báo cáo thì tôi thấy rằng vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Cụ thể, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá chậm, quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt lên đến 100%. Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng và tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với anh em trong cơ quan điều tra về việc này. Ông Lưu Bình Nhưỡng có bằng tiến sĩ luật và từng là luật sư. Ông Nhưỡng có hơn 20 năm là giảng viên của Đại học Luật Hà Nội.
Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng thường có những phát biểu dậy sóng trong dư luận xã hội. Ông cũng tham gia trong rất nhiều trường hợp để giúp gia đình các nạn nhân bị oan sai trên bước đường đi tìm công lý. Dung minh bí mật chấn động đằng sau biệt phủ 300 tỷ của báo công Ngô Văn Khánh. Hóa ra Phó Tổng Thanh tra Chính phủ bị tố giúp Thủ Thiêm, EVN bòn sạch người nghèo. Trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Ngô Văn Khánh phải kê khai tài sản theo thủ tục. Điều khiến người ta bất ngờ là sự thành liêm đến rợn người của ông. Thưa quý vị, tai tiếng của các lãnh đạo thanh tra chính phủ chưa dừng lại ở đó. Khi tờ báo này tiếp tục có loạt bài điều tra về Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, lúc này đang đương chức, liên quan đến kết luận thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Người dân còn nhớ rất rõ, EVN bị lỗ lớn vì đầu tư ngoài ngành, tính chi phí xây biệt thự, sân tennis vào giá thành bán điện. Điều này khiến người dân bức xúc, kéo theo rất nhiều nghi vấn về sự thiếu minh bạch của cơ quan thanh tra nhà nước, bỏ qua, làm lơ trước những sai phạm khác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tập đoàn này bòn người dân. Chính vì thế dư luận lại chĩa mũi dùi vào mớ tài sản khổng lồ của ông Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chẳng khác gì ông cựu tránh thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Người ta tìm mãi mà ông chẳng có tài sản gì quý giá, chỉ có mỗi cuốn tập cũ vứt chỏng chơ trong két sắt loại tốt đứng thứ hai trên thế giới. Làm quan mà ông chẳng có gì, cuốn tập ghi về bất động sản, có hai nhà cùng một căn ở Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Căn này có diện tích 114 m² đất. Ông chọn xây nhà cấp 4 mái tôn xi măng. Ất ơ thế nào mà bên nhà thầu đãng trí lộn bản vẽ, xây hẳn 5 tầng. Căn thứ hai do một hôm giận vợ, bực quá, ông mua căn kế bên mục đích là trêu tức bà vợ thôi. Căn này diện tích 248 m². Căn này cũng được xây 5 tầng, là nhờ ông thắng kiện nhà thầu kia, tội xây ẩu nhà cấp 4 thành cấp 1. Hai căn biệt thự này nhẩm tính cũng 300 tỷ là ít. Rồi ông lại gặp may mua được 1.800 m² đất ở dự án Mê Linh. Bởi đất ở đây ế quá, vì người ta đồn có âm hồn quấy phá nên nơi này không ai dám ở. Riêng mảnh đất này, báo giới nhẩm tính đã có giá trị ít nhất khoảng 30 tỷ đồng. Ông Khánh trong nhà không có lấy nửa xu một hào, tìm mãi chẳng có đồng bạc nào. Cuốn tập chỉ ghi ông là cổ đông cổ phiếu ở ngân hàng quân đội, 104.000 cổ phiếu, ngân hàng Nam Á 27.900 cổ phiếu, ngân hàng Đông Á 18.800 cổ phiếu, ngân hàng Liên Việt 200.000 cổ phiếu, xi măng Công Thanh 100.000 cổ phiếu, công ty cổ phần thiết bị bưu điện 50.000 cổ phiếu, trái phiếu 425 triệu đồng, tiền gửi tại ngân hàng VIB 7 tỷ 180 triệu đồng. Đấy thật là ông Khánh chẳng có lấy một xu trong nhà. Danh sách tài sản ông Khánh kê khai khiến người đọc không khỏi bất ngờ và đặt dấu hỏi về nguồn gốc cũng như sự minh bạch cho khối tài sản này. Nhất là khi ông Khánh đang là cán bộ cấp cao của thanh tra chính phủ. Sau khi bị báo chí phản ánh về khối tài sản kê khai của mình, ông Khánh đã lên tiếng phản hồi. Ông Ngô Văn Khánh nói, ông đã xin ý kiến Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Chanh và ông Chanh đã cho ý kiến rằng đây không phải chuyện riêng của cá nhân tôi nữa. Vì vậy, cơ quan thanh tra chính phủ nói riêng và cơ quan chức năng của nhà nước liên quan nói chung sẽ có trả lời chính thức về việc này. Ông cũng khẳng định, mọi việc ông vẫn đang làm đúng theo quy định của pháp luật. Trước đó, báo chí nhiều lần phản ánh việc ông Khánh với cương vị là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khi giải quyết khiếu nại tố cáo đã làm trái nguyên tắc, lợi dụng chức vụ quyền hạn, không trung thực, cố ý vi phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại. Ông Ngô Văn Khánh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để công khai và ngang nhiên giúp một số cá nhân trong EVN che giấu các hành vi vi phạm pháp luật, che giấu sự thật trước Thủ tướng Chính phủ và toàn thể nhân dân, để người dân chịu thẳng giá điện, dấu hiệu một nhóm người đang thao túng chính sách. Nhân dân vô cùng bức xúc về những hành vi mờ ám, cố ý làm trái của ông Ngô Văn Khánh, người thực thi pháp luật, trong tay là thượng phương bảo kiếm, đóng vai trò bao công nhưng không thực hiện đúng chức trách. Sốc, lộ rõ chiêu trò mị dân của giới nghệ sĩ, quảng cáo trá hình thực phẩm chức năng đều, công an vào cuộc đã lòi ra lợi nhuận cực khủng, Quyền Linh, Cát Tường, tái mét, ra tay che sự thật. Thưa quý vị, vấn nạn thực phẩm chức năng chứa chất cấm, làm giả, kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, thổi phồng công dụng như thần dược đang là vấn đề nhức nhối hiện nay khi liên tục thấy giao bán, quảng cáo rất nhiều trên mạng xã hội. Thật buồn thay, những người nhận được tiền quảng cáo cho các sản phẩm gian dối này lại chính là các nghệ sĩ nổi tiếng, có tên tuổi, uy tín và có sức ảnh hưởng cũng như niềm tin rất lớn với cộng đồng. Chính vì thế mà nhiều nghệ sĩ lớn đã tận dụng lòng tin của khán giả để quảng cáo tiếp tay cho các thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng, lừa dối, móc túi người dân, đưa người tiêu dùng lạc vào ma trận sức khỏe, chữa bách bệnh. Bằng hình thức cấu kết này mà nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng không đăng ký với chính quyền mà tự công bố hoặc đăng ký với cơ quan quản lý một đằng, nhưng khi xét nghiệm ra kết quả thì chất lượng bật ngửa. Sau khi hàng chục nghìn người dính bẫy, dư luận bức xúc tột cùng đòi Bộ Công an vào cuộc thì mọi mánh khóe bị lộ, nhiều nghệ sĩ run rẩy chạy mánh hòng chôn vùi bí mật, nghệ sĩ Quyền Linh cũng vội vã ra tay che sự thật. Theo Bộ Y tế, thời gian qua một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để cấu kết giúp thổi phồng công dụng, quảng cáo sản phẩm có tác dụng như thuốc thần nhưng không phải là thuốc.
Bên cạnh đó, các cơ sở này sử dụng các danh hiệu như nhà thuốc gia truyền, danh y, thần y để quảng cáo sản phẩm có tác dụng như thuốc điều trị các bệnh mãn tính như xương khớp, huyết áp, tiểu đường, bệnh về mắt trên mạng xã hội. Đặc biệt, các sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành tại Việt Nam. Việc quảng cáo, sản xuất, buôn bán các loại sản phẩm này gây ra nguy hại cho sức khỏe, thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng, gây bất an cho xã hội và vi phạm các quy định về luật dược. Các nghệ sĩ, ca sĩ cũng tham gia vào quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng như thần dược. Họ biến mình thành những người bệnh sử dụng sản phẩm để quảng cáo. Theo những quảng cáo này thì có những diễn viên mắc rất nhiều bệnh, vì cứ một thời gian ngắn sau, diễn viên đó lại mắc bệnh khác và quảng cáo thực phẩm để chữa bệnh. Vi phạm chủ yếu là quảng cáo không đúng nội dung được xác nhận, không đúng bản chất sản phẩm, quảng cáo khi chưa được xác nhận nội dung cơ quan có thẩm quyền, sử dụng hình ảnh bác sĩ, nghệ sĩ để quảng cáo. Trong thời gian qua, quảng cáo kém chất lượng tiếp tục lộng hành trên môi trường số với nhiều hình thức liên quan tới giới giải trí. Một số nghệ sĩ bị dư luận lên án khi quảng cáo những loại thuốc và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Mới đây, hàng loạt nghệ sĩ lớn được điểm tên, đến như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ nhân dân Vân Dung, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng, diễn viên Thanh Hương bị tố cáo khi quảng cáo về viên sủi làm tan u nang, u xơ, ngăn ngừa ung thư với nguyên liệu chính là sâm ngọc linh. Tuy nhiên, viên sủi này lại không phải là thuốc chữa bệnh, chỉ là một loại thực phẩm chức năng nhưng có công dụng như một thần dược để có thể chữa được bệnh nan y của các nghệ sĩ này. Trước những phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng về những thông tin quảng cáo tràn lan, nhiều nghệ sĩ chọn cách lặng lẽ xóa những bài đã quảng cáo mà không lên tiếng đính chính thông tin cho công chúng. Một số người khác như MC Quyền Linh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, diễn viên Nam Thư thì chọn cách lên tiếng, phân trần nói lý do nhận quảng cáo cho các sản phẩm này gây tranh cãi, ảnh hưởng đến xã hội. Mới đây, nghệ sĩ Quyền Linh vừa lên tiếng khẳng định có tham gia đóng quảng cáo cho sản phẩm sữa tiểu đường vì tin vào chữ Viện Hàn Lâm. Những ngày gần đây, hàng loạt website, các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube đăng tải nhiều đoạn clip quảng cáo sản phẩm sữa non dành cho người tiểu đường. Trên một trang YouTube đăng clip livestream, nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ quá trình ổn định đường huyết về dưới 6 chấm nhờ uống sữa này, với bảng cao cấp phía dưới livestream là số điện thoại của nhà phân phối nhấp nháy nổi bật. Trong một clip livestream khác, có cả Cát Tường, nghệ sĩ Quyền Linh liên tục quảng cáo uống sữa này sẽ đỡ tiểu đêm, đỡ tê bì tay chân run lẩy bẩy, không còn lo các biến chứng tiểu đường và duy trì đường huyết ở ngưỡng an toàn, và hối thúc mọi người gọi vào số điện thoại chủ sản phẩm để có nhân viên lên đơn hàng nhanh nhất, tặng nhiều ưu đãi tốt cho bà con. Sau khi sự việc dấy lên tranh cãi, nghệ sĩ Quyền Linh đã nói ra lý do vì quảng cáo một sản phẩm thiếu kiểm chứng như trên. Theo đó, nghệ sĩ Quyền Linh nói, tôi cũng là nạn nhân, thực tình giờ không biết nói sao nữa. Đây chỉ là sữa hỗ trợ thôi, các clip này cũng bị lồng ghép tùm lum, cũng không phải chính hãng nữa, giả tùm lum hết trơn. Cách đây mấy tháng, tôi đã bắt gỡ xuống nhưng vẫn bị cắt ghép tùm lum trên mạng không biết làm sao cả. Thực tế, tôi chưa bao giờ quảng cáo cho loại thuốc nào mà vẫn bị cắt ghép, nghệ sĩ Quyền Linh cho biết. Năm 2022, cơ quan chức năng đã xử phạt 28 cơ sở vi phạm về quảng cáo, tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Năm 2021, xử phạt 28 cơ sở, tổng số tiền phạt hơn 1,5 tỷ đồng. Và năm 2020, có 46 cơ sở bị xử phạt với hơn 2,2 tỷ đồng.